Chào Nị. Nị biết không, ở Hàn Quốc á, mùa đông khá là lạnh và thường có gió thổi mạnh. Thì để đối phó với thời tiết như vậy á, nhân viên cây xanh á, đã quyết định dùng mấy cái tấm chăn để che cho gốc cây. Một á, là để giữ ấm và giữ nước cho cây. Hai á, là để tránh gió thổi mạnh làm bụi trên thân cây bị cuốn ra đường. Thì những cái tấm chăn này á, được họ trang trí rất là tinh vi và nhiều màu sắc nữa. Đây nè, Nị thấy chưa? Việc này á, giúp cho gốc cây vào mùa đông trở nên tươi sáng và hấp dẫn hơn. Một điều đặc biệt nữa là những cái tấm chăn này đều là sản phẩm của những trung tâm khuyết tật và người cao tuổi. Việc này vừa giúp bảo vệ cây xanh nè, bảo vệ môi trường, tạo điểm nhấn cho thành phố, rồi đồng thời còn giúp những người khó khăn có việc làm nữa. Dễ thương quá ha Nị. Nị xem thêm bài viết bên dưới nha, cô để link ở bên dưới. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.